Bữa nay là ngày 1 tháng 6, cũng là ngày mở bán tiệm bạc Kim Phú của Trung và Sen Đá luôn. Do chưa tìm được ngày khai trương nhưng mà mở bán trước. Tại vì mặt bằng cũng thê nên không có đóng cửa để không được. Nên mình Sen Đá quyết định cũng mở bán trước. Rồi chừng nào chọn được ngày khai trương thì mình khai trương. Xin chào tất cả mọi người, bữa nay thì hai đứa mình đã mở bán rồi nhưng mà chưa có chọn được ngày khai trương. Thì bây giờ mời mọi người vô tham quan. Mời mọi người vô tham quan nha. Ok. Sẽ có hai cái tủ mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ vô trong cho mọi người tham quan coi nó sẽ có những cái gì trong tiệm của mình. Thì bên đây sẽ có một cái tủ là dây chuyền và nhẫn nam nhẫn nữ. Còn đây là một cái khe nhẫn nữ, nhẫn đôi trước đi ha, cho mọi người coi nhẫn đôi. Đây là nhẫn đôi. Nhẫn đôi thì nó cũng giới hạn thôi, sẽ không có nhiều quá như nhẫn nữ. Đây còn đây là những bạn nam rất là thích nhẫn nam nha mọi người. Nhẫn nam bên mình Sen Đá nhập cũng rất là nhiều mẫu. Mẫu nữ của mình bên mình rất là đa dạng và sẽ cập nhật cái mẫu mã và theo cái trend và xu hướng luôn. Phía này thì sẽ có là vòng lắc, khuyên tai là bông tai đó mọi người, là nằm ở đây luôn. Và có những cái bộ để cho mọi người có thể tham khảo luôn. Cái này là ở bên mình phối sẵn luôn nha. Ví dụ mà có ưng cái gì thì mọi người có thể lấy bán riêng luôn nha mọi người. Nói chung là cái này chỉ phối cho đẹp thôi, còn mọi người muốn mua lẻ mình vẫn bán. Còn đây là lắc tai lắc chân, có luôn cái đồ của trẻ em luôn, là em bé này, nó có cài thêm cái khuyên bạc này nọ đầy đủ hết. Hai đứa mình cũng tất bật mở bán sớm nhất có thể rồi. Mọi người có ủng hộ thì ghé ủng hộ ở số 390X đường Trần Nam Phú, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Trung với Sen Đá có gửi đi xa luôn. Cô chú anh chị lựa trên cái trang 25.000 người theo dõi này nghe. Rồi thì cái tên hôm nay mình cũng có rồi, đó chính là Kim Phú. Mọi người góp ý rất là nhiều. Thứ nhất là có chữ Kim thì mình cũng nghe lời mọi người, trang sức thì sẽ có chữ Kim, còn Phú thì nó sẽ vững chắc vững bền, có nghĩa là đi theo thời gian luôn á. Và cái logo này mình nhờ bạn Phúc Vinh thiết kế trong vòng 2 ngày. Cảm ơn bạn Phúc Vinh rất là nhiều nha. Mọi người góp ý về cái bố trí cửa hàng hay là cái tông màu của hàng rất là nhiều, nhưng mà mỗi người mỗi ý mà. Cái tiêu chí của mình và Sen Đá là làm cho mọi người dễ nhìn dễ thấy, với lại dễ tìm được cửa hàng là được à. Thêm cái chi phí nó rẻ nữa. Mặc dù chưa có khai trương mới có mở bán à, nhưng mà được anh chị người thân bạn bè vòng vòng Cần Thơ nè gửi quá chạy quà luôn. Giờ khu sơ sơ cho mọi người coi nha. Đây, ôi trời ơi, có cái gối luôn nè mọi người. Nặng quá. Thì cảm ơn anh chị là người tặng quà cho cửa hàng mới em đầu tiên luôn á. Cảm ơn anh Trần Hải Âu đã tặng hoa cho Trung và Sen Đá. Đây là món quà mở bán thứ hai mọi người. Đây là món quà thứ ba. Trời ơi, đẹp quá trời mọi người, dễ thương. Cảm ơn My nhiều nha. Cảm ơn chị My. Cảm ơn chị Tâm, anh Nghĩa, chủ nhà. Trung và Sen Đá gửi lời cảm ơn tất cả anh chị bạn bè. Hai ngày mở bán mà gửi quà gửi qua quá trời. À mà sẵn đây cho Trung nói chút xíu về cửa hàng của mình nha. Đầu tiên là nói về bạc hai đứa đang kinh doanh trước. Bạc của mình và Sen Đá là bạc 925-950 cao cấp luôn á. Mọi người mà muốn si bạch kim thì bên Trung và Sen Đá có si luôn. Chọn trang sức bạc xong đúng không? Mình muốn si thì đợi tầm khoảng 10-15 phút là có si xong. Si bạch kim là tính thêm tiền nha. Nếu mọi người đeo hỏng vừa là mình có thợ sửa tại chỗ luôn. Sửa thì đợi hay lâu chút xíu tầm khoảng 40 phút. Si bạch kim thì mình đeo bền màu hơn để bạc nguyên thủy. Nhưng mà bền cỡ nào thì bền. Mọi người mà bị mồ hôi muối cái là mau xuống màu lắm. Bên Trung Sen Đá hỗ trợ làm mới không có tính tiền. Sau 13 giờ là được. Còn mà khách nào ship đi xa gửi lại bảo hành thì chịu phí ship cho Trung và Sen Đá là được rồi. Bạc bên hai đứa mình bán ra là thu đổi lại 60%, không có tính tiền si trong đó nha. Còn thu bán thẳng là 50%. Cũng may mắn được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Từ ngày 1 tháng 6 mở bán tới bây giờ, ngày nào mọi người cũng vô ủng hộ đông đúc hết trơn. Bữa nay mà mọi người coi được cái clip này là ngày mai, ngày 20 tháng 6 là Trung và Sen Đá chính thức khai trương cửa hàng Kim Phú của hai đứa. Mời mọi người tới chơi nha. Xa le 10% lần đó.